con số gì đây, số gì đây, con số gì đang con số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Đêm nay em khóc ở trong lớp, núp ở trong lớp, đang ở trong lớp, đánh ở trong lớp, té ở trong lớp, nga ở trong lớp, chôn ở trong lớp, ngủ ở trong lớp. Đấy. Mày có muốn lãnh lương không mà giờ này mày ngủ? Trời ơi. Mi hát bài này bài mới đúng không Mi? Bài mới. Rồi Mi hát bài này hay quá, Mi hát lại đi Mi. Hát lại hai chưa? Chuyển hát sao chuyển về luôn nha Mi nha. Đêm nay em khóc ở trong lớp, nấp ở trong lớp, trốn ở trong lớp, tiền ở trong lớp, đá ở trong lớp, đâm ở trong lớp, ngu ở trong lớp. Ngủ hoài luôn vậy trời. Trời ơi, trời ơi, tôi vừa ngủ, tôi vừa mơ được một giấc mơ. Giấc mơ gì? Nói cho nhanh lên. Một giấc mơ. Trong chim bao tôi thấy tổ quay về, tay cầm cây son với hộp phấn nền, nói nhỏ với tôi bà các khi là boss. Tự nhiên lại on top, vừa nghe qua ôi sao mà lạ thay. Tức thì tôi cứng người. Xưa đến nay nghĩ bả là con trai 42. Ê, ai trời mẹ, trời ơi con Tinh Tinh. Hà Lan, cô gái Hà Lan. Và kính thưa quý vị đã xem qua sữa nè, sữa ông Thọ nè, sữa cô gái Hà Lan đúng không quý vị? Ở đây tụi em có sữa cô gái Hà Bá. Bà nội mày, mày là cái gì? Đặng nha, mày là tôi là cô gái dắt sữa bò chuyên nghiệp. Mày dắt sữa bò chuyên nghiệp, bây giờ tao không tin. Mày phải làm cái gì thể hiện cho chị em tao thấy đúng không? Rồi. Để thể hiện cô gái dắt sữa bò chuyên nghiệp thì tôi xin mời bà nằm xuống đây làm con bò. Ôi xui luôn. Thì phải có. Phải coi. Có ai được dắt. Nhưng mà tôi không có dắt sữa bò được. Tại vì hồi xưa giờ nhà tôi á toàn là bán trái cây ép không à. Ơi. Bà không có sữa làm sao bà nuôi tôi lớn được? Nè. Hả? Em xuống đi chị dắt cho. Rồi. Chị ơi, chị dắt, đừng có dắt bậy nha chị. Dắt bậy nó không có ra sữa. Rồi quý vị, chúng ta đã có con bò sữa quý vị. Đầu tiên chúng ta phần sẽ dụng cụ, mời vô trong lấy giùm cái xô. Một cái xô để hứng sữa bò. Xây ngang. Cho người ta thấy rồi phải dắt ở đâu. Nè, cái sữa con bò. Khoan, để ấy canh cái. Rồi. Cái gỗ mày hứng cái gì bà nội cha. Bà nội. Rồi lấy cái xô. Hứng sữa bò. Rồi bước tiếp theo. Rồi bước tiếp theo. Lấy cái thao dễ hơn. Lấy cái thao dễ hơn. Ừ cái thao đi. Rồi. Rồi bước tiếp theo. Kiếm cái dồi. Ok. Không phải cái dồi của mình. Cái dồi bà nội mày. Cái dồi của tôi. Mày dắt sữa bò mày ngu mày vô chi. Cái dồi của tôi đưa vô. Mày phải kiếm cái núm vú bò. Rồi, kiếm cái dồi. Tôi có đồng nghiệp. Hình như cái này là núm vú heo. Thôi để cái mặt của con này nó dắt một lát nó hư nó sữa của em. Thôi tập trung. Tập trung nè. Rồi. À bà đứng im nè. Bây giờ em trước, em tìm trước nha. Dính vào bầu sữa của con bò có gì. Này chuẩn bị. Nè. 3, 2, 1. Chưa. Bây giờ phải mò tìm. Tìm cái... Ê. Rồi, chưa ra. Rồi, mời Yumi lấy đồ hút ra. Bây giờ mình muốn người khác đi, chứ cái tay bà bóp tùm lum hết trơn á. Rồi, lấy đồ hút ra nè, nạo ra. Ê. Bà nội, mày phòng trái chữa trái. Ê, có khi nào hút mất tiêu con bò đúng không? Rồi, bà nội, thôi đi má ơi. Bà nội nè, thấy rồi đây, mời chị Lan. 3, 2, 1, dắt sữa bò. Trời ơi là trời. Thôi đi má ơi. Bà nội này không được. Xuống rồi. Bước tiếp theo. Uống vô lại. Đã có sữa bò. Mời nhân viên test sữa bà luôn. Ra đây. Ra đây. 58. À chào chị. Chị mới chị vô đòn. Em cũng mới vô đòn. Chị tên gì? Chị tên Bích. Chị tên Bích. Thái Bích. Em tên Nguyệt. Em là Nguyệt. Dạ dòng Cẩm Nguyệt. Em tên gì? Em tên Nguyệt. Em người mới vô đúng không? Dạ. Đi theo chị. Rồi người mới vô. Vô trong nghỉ ngơi khỏi hát em. Cái gì? Em mới vô mà em phải phô giọng hát em ra chứ. Người mới vô khi nào chị giới thiệu mới được ra. Đi vô.
À rồi. Rồi ok, chị sẽ giới thiệu cho em để em ra nha. Rồi, họ vòng okay. Chị, họ vòng, tên Cẩm Nguyệt. Chị giới thiệu đi chị. Rồi bà Nguyệt đâu rồi? Nguyệt, 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 Nguyệt. Rồi Nguyệt, 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 Nguyệt. Ra đây chị nó nghe nè. Ra chị nó nghe. Em mới vô đội bao lâu rồi? Dạ em mới vô bữa nay thôi. Rồi mới vô bữa nay. Rồi đi vô trong đi để chị kêu ra giới thiệu ra. Mẹ chị không giới thiệu, để chị giới thiệu em. Chị bích luôn rồi, hai đứa vô đi, hai đứa vô đi. Hai đứa vô trong đi chị giới thiệu cho. Con quỷ cái này lòi tao chi nữa mày. Bích Nguyệt. Vô trong đi, vô trong đi, vô trong đi. Giới thiệu đi. Hiểu đi. À quên rồi, rồi vô. Chuẩn bị nào. Đã đi. Dạ vâng, và kính thưa quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng chào đón những gương mặt mới xuất hiện tại Lô Tô Hương Nam thưa quý vị. Đó. Tới giờ mẹ em giặt đồ hay gì kìa. Trời ơi. Đi làm đồ sao mà không có giặt để mẹ ra đây. Bà biết cái khăn Louis Vuitton thì mua bao nhiêu tiền không? Mà bà giặt nước như vậy. Trời ơi. Ai? Trời ơi. Bà biết không? Biết bao nhiêu tiền không? 15.000 tôi mới mua ngoài này. Có tình. Trời ơi. Bà giặt như vậy là sai rồi. Bà để tôi. Không được chứ gì. Hai mẹ con bây giờ. Trời ơi, Vi ơi, đừng có quánh mẹ mà Vi. Đừng mà, đừng. Đừng mà Vi ơi. Nguyệt, qua giới thiệu, giới thiệu. Nghe là chị Bích tạc luôn. Rồi, chị Bích, chị Nguyệt giúp em. Giúp em, giúp em. Con phản bội. Rồi, chúng ta cùng đến với tiếng hát của hai người đẹp được mệnh danh là đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Thu Thường. Cùng chào đón cặp đôi Bích Nguyệt. Nhà ông nội. Chưa nhạc, chưa lại, nhạc. Lại, vô lại đây chị nhạc. Mở nhạc lên. Để đó chị giới thiệu cho. Và vừa rồi thì quý vị khán giả đã làm quen qua với những tiếng hát quen thuộc của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ qua với hai tiếng hát mà chị em Tân Cường về đây để phục vụ cho quý vị mình. Chắc chắn sẽ làm quý vị... gì nữa má? Có gì vậy bà đỡ? Gì vậy? Gì vậy trời? Ê, hữu sinh đấu gì má? Trời ơi! Tới giờ thí hiệu ca sĩ rồi! Cái mẹ tụi nó đi! Giới thiệu đi chị, lẹ lẹ đi, ca sĩ mới ra lẹ nè. Và bây giờ, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai tiếng hát đầu trâu mặt ngựa. Bích Nguyệt. Sĩ, kính thưa quý vị, khoan để xuống đi. Nghe lời chị nè, nghe lời chị, nghe không? Hai đứa nghe lời chị nghe, không? Nghe, nghe, nghe mà đang nghe. Hugo. Hugo tới hả chị? Mở nhạc nhỏ, mở nhạc nhỏ, mở nhạc nhỏ lại, mở nhạc nhỏ lại. Cái gì vậy? Gì má? Mày má. À. Bốn chín, bốn chín, bốn chín. Ôi là trời. Trời ơi là trời luôn hả?